Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Công bố kết quả kiểm toán nhà nước tại tỉnh Hà Giang. Bắc Quang, câu chuyện ngập úng vì đâu nên nỗi. Những dự án điện treo. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Trong ngày 29 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Dự khán phiên họp, Quốc hội có 58 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh Hà Giang có đồng chí Hồng Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Quốc hội đã tập trung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, các nội dung về những giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, giải pháp cải thiện thị trường tiền tệ, trái phiếu, bất động sản, chứng khoán, khôi phục sản xuất kinh doanh là những nội dung được tập trung thảo luận nhiều nhất. Cũng tại phiên họp, nhiều đại biểu cũng làm rõ những hạn chế trong phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, quản lý điều hành thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối ngân sách, an ninh tài chính ngân sách quốc gia, việc khắc phục những hạn chế bất cập về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước. Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã đánh giá cao công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của chính phủ trong năm 2023. Tuy nhiên, theo đại biểu, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập lãng phí trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có tình trạng ban hành chậm hoặc đã sửa đổi bổ sung hướng dẫn chi tiết nhưng đến nay vẫn còn lúng túng chưa được khắc phục, nhất là những vướng mắc trong lồng ghép vốn các chương trình. Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương của các chương trình thấp, chỉ đạt tỷ lệ 46% kế hoạch, bao gồm cả vốn năm 2022, được kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2023. Riêng ngân sách kinh phí sự nghiệp, ngân sách trung ương của chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới đến 31 tháng 6 năm 2023 mới đạt được 9,17% kế hoạch. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững chỉ đạt 6,53%. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến tháng 6 năm 2023 chỉ đạt 12,3%. Đã gần 3 năm triển khai chương trình 3 mục tiêu quốc gia, đây cũng là thời điểm thích hợp để đánh giá những kết quả bước đầu của chương trình. Vì vậy, đề nghị chính phủ chỉ đạo tổ chức sơ kết thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Từ những hạn chế nêu trên, đại biểu Quốc hội Tráng A Dương đề nghị chính phủ cần đánh giá sơ kết thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Đại biểu cũng đề nghị mạnh dạn đưa ra khỏi chương trình những dự án triển khai không hiệu quả để dành nguồn vốn cho những dự án chương trình có nhu cầu vốn. Chính phủ cũng cần chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành tăng cường công tác hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, nhìn vào kết quả triển khai về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đòi hỏi chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành địa phương thường xuyên thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chiều ngày 29 tháng 5, Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm toán tại tỉnh Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 29 tháng 4 năm 2024, Đoàn Kiểm toán Nhà nước thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 đã tiến hành kiểm toán chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Hà Giang. Qua kiểm toán cho thấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã cơ bản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật, thành lập và kiện toàn tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia ở 3 cấp, tỉnh, huyện, xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh
ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Dự án được triển khai đồng bộ tại 11 huyện, thành phố đã góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa từng bước được đầu tư đồng bộ. Nhiều bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác tổ chức chỉ đạo điều hành, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, còn tồn tại một số hạn chế như một số văn bản hướng dẫn của tỉnh chưa cụ thể, thiếu chi tiết, dẫn đến công tác chỉ đạo, triển khai ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Một số huyện triển khai thực hiện chương trình của các năm 2022-2023 còn chậm, việc tổ chức thực hiện còn lúng túng, chồng chéo, thiếu đồng bộ. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Hà Giang có một ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đoàn kiểm toán chia sẻ khó khăn với tỉnh và có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Hà Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu kiến nghị của đoàn kiểm toán và sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm toán. Tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao trách nhiệm của các đơn vị địa phương với nhiệm vụ được giao trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung khắc phục hạn chế, sớm có văn bản kiến nghị với cơ quan chủ quản, nêu rõ khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng giao cho đoàn kiểm toán cần nghiên cứu kỹ những bất cập về cơ chế chính sách để bổ sung thêm vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Cũng trong chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Thực hiện chủ trương Tòa án Nhân dân tối cao về xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế thông báo địa điểm xây dựng mới trụ sở tại khu vực đường đôi Cầu Mè Công viên nước Hà Phương với diện tích khoảng 10.000 m2. Đây là khu vực dự kiến bố trí xây dựng trụ sở mới của các cơ quan như Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, trụ sở Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố, Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Đồng thời cũng là vị trí thuận lợi đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định lâu dài của Tòa án Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao và các sở ngành của tỉnh đã cùng trao đổi, thống nhất được kế hoạch phối hợp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây dựng mới trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang. Các bên phấn đấu hết quý 4 năm 2024 bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư và dự kiến khởi công vào đầu năm 2025. Trên cơ sở các ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long thống nhất bố trí đất xây dựng trụ sở làm việc mới của Tòa án nhân dân tỉnh tại vị trí tiếp giáp với vị trí xây trụ sở mới của Cục Thi hành án Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại khu vực đường đôi. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quan đầu mối cùng các cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai trình tự thủ tục theo quy định. Về kinh phí công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tỉnh Hà Giang đề nghị Tòa án tối cao xác định đưa vào tổng mức đầu tư dự án làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Chiều ngày 29 tháng 5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Hà đang sinh hoạt tại Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Phan Thị Hà là đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trải qua 30 năm tuổi đảng với nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí đã phát huy tốt vai trò người cán bộ đảng viên, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết trách nhiệm, không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Hà, đồng thời nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự quan tâm ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Đây là niềm vinh dự của đảng viên và là sự tự hào của toàn Đảng bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng thời mong muốn đảng viên Phan Thị Hà tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của chi đảng bộ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Ngày 28 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mèo Vạc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên đã được các cơ sở hội triển khai đồng bộ và toàn diện. Kết quả công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 5 đề ra. Toàn huyện hiện đang duy trì 61 mô hình phát triển kinh tế và thanh niên khởi nghiệp hiệu quả. Với khẩu hiệu hành động, thanh niên Mèo Vạc đoàn kết khát vọng sáng tạo phát triển, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mèo Vạc lần thứ 6 sẽ tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục cho phù hợp với điều kiện, thực tiễn của địa phương, chăm lo nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên hội viên, tổ chức cho đoàn viên hội viên đăng ký đảm nhận những việc làm cụ thể gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó tập trung vào tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào tôi yêu tổ quốc tôi, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tham gia xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Thưa quý vị và các bạn, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Thời gian qua, Đảng bộ xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ luôn quan tâm, chú trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Điều này đã và đang góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung buổi sinh hoạt chi bộ thôn Dìn Sán thuộc Đảng bộ xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ luôn gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của thôn. Tại đây, chi bộ thôn phát huy tính dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên trao đổi, thảo luận, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở các ý kiến của đảng viên, chi bộ thôn Dìn Sán sẽ ra nghị quyết tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Chi bộ cũng đã xây dựng các nghị quyết lãnh chỉ đạo đối với người dân. Và trong đó thì chú trọng vào các cái chương trình, dự án của nhà nước hỗ trợ. Đó là ba cái chương trình mục tiêu quốc gia để đưa các nghị quyết đó vào cuộc sống của người dân, nó sẽ sát với người dân hơn. Và cũng chỉ đạo giao nhiệm vụ cho từng bộ phận đảng viên. Với việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, các đảng viên trong chi bộ thôn Dìn Sán đều xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân, đặc biệt là tính nêu gương, vận động nhân dân thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bản thân là chi ủy viên của chi bộ thôn Dìn Sán, với tất cả những cái chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thì mình luôn là người thực hiện. Còn ở trong chi bộ thôn thì được sự phân công là giao cho quản lý cho 99 hộ thì về vấn đề đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội thì mình luôn tuyên truyền và vận động nhân dân có cái hướng đổi mới để nhân dân có được tạo điều kiện để người dân được phát triển tốt hơn. Đảng bộ xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ có 19 chi bộ trực thuộc với trên 400 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt bằng những việc làm cụ thể. Thông qua đó đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các chi bộ, các đảng viên, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở. Trước hết là tập trung vào việc thực hiện tốt cái công tác sinh hoạt chi bộ. Trong đó, trong các nội dung sinh hoạt thì chúng tôi định hướng cho các chi bộ tập trung vào cái việc thực hiện cái nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nâng cao cái chất lượng đảng viên, cấp ủy viên bằng cách là hàng tháng thì yêu cầu các đảng viên, cấp ủy viên tổ chức kiểm điểm đánh giá cái việc thực hiện kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình được giao. Sau hơn một năm triển khai kế hoạch chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt đã và đang tạo sức lan tỏa, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các chi bộ thuộc đảng bộ xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. Điều này cũng đã trở thành động lực giúp các tổ chức đảng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thành viên hội đồng trẻ em thực hành các kỹ năng đã được tập huấn, tạo điều kiện cho trẻ em bày tỏ ý kiến nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương. Ngày 28 tháng 5, Hội đồng trẻ em huyện Xín Mần đã tổ chức các hoạt động tại xã Xín Mần.
Tại đây, các thành viên của Hội đồng Trẻ Em đã được tham gia vào các hoạt động viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Xí Mần, tham quan cửa khẩu Xí Mần và các cột mốc biên giới, tổ chức hoạt động lấy phiếu khảo sát thu thập thông tin tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở xã Xí Mần, thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động như giao lưu văn nghệ, giao lưu trả lời câu hỏi và các trò chơi vận động thi vẽ tranh với chủ đề trẻ em. Thông qua các hoạt động của Hội đồng Trẻ Em huyện Xí Mần đã tạo môi trường thuận lợi cho các thành viên thực hành các kỹ năng đã được tập huấn, góp phần nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em, là diễn đàn để các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết và hình thành cho các em thiếu nhi một số kỹ năng sống. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên đã quyết định trao giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân đuối nước xảy ra trên địa bàn thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 5, em Đinh Mạnh Phúc sinh năm 2010, trú tại tổ 1 thị trấn Nông Trường Việt Lâm cùng gia đình đi bắt hến tại khu vực bờ Tây sông Lô, không may bị trượt chân xuống vũng nước sâu và bị đuối nước thương tâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cháu Phúc. Trong đó có 3 cá nhân gồm anh Nguyễn Đức Quang, Vương Văn Chí, Nguyễn Văn Tiến, đều làm ở công ty khoáng sản Ngọc Linh, có mặt ngay từ đầu và rất tích cực tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm và vớt được thi thể nạn nhân sau hơn 2 giờ tìm kiếm. Trao giấy khen cho 3 cá nhân, Thường trực UBND huyện Vị Xuyên đã gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát quá lớn đối với gia đình nạn nhân và đề nghị cấp ủy chính quyền thị trấn Nông Trường Việt Lâm tiếp tục quan tâm giúp đỡ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Thường trực UBND huyện đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các công dân trong việc tích cực cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân đuối nước. Những hành động đẹp cứu người trong lúc hoạn nạn cần được tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, một số đợt mưa lớn kéo dài vào trung tuần tháng 5 vừa qua đã gây ngập úng cục bộ trong thời gian ngắn ở một số khu vực tại các thôn của xã Hùng An, huyện Bắc Quang. Việc ngập úng tuy ngắn song cũng đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống sinh hoạt của người dân. Và cũng đã có những luồng ý kiến về nguyên nhân gây ra ngập úng cục bộ tạm thời tại các khu vực này. Nhóm phóng viên thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đã đi tìm hiểu thực tế và phóng sự sau đây cũng sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn câu trả lời cho vấn đề này. Đây là những hình ảnh thực tế hiện trường được phóng viên chúng tôi ghi lại vào buổi sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, sau trận mưa lớn kéo dài trong đêm và rạng sáng cùng ngày. Ngay sau khi một số hộ dân bị ngập úng, cấp ủy, chính quyền cơ sở và đơn vị đang thi công các dự án tại địa bàn đã huy động lực lượng, kịp thời giúp hộ dân sơ tán, bảo vệ tài sản, không để xảy ra thiệt hại, ảnh hưởng lớn. Đồng thời, sau đó cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành kiểm đếm, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân. Ngay sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi đã cử lực lượng tại chỗ đến giúp đỡ các hộ gia đình để vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Chúng tôi đã huy động nhân lực máy thiết bị ra ngoài công trường để khơi thông những cái điểm bị ứ và những điểm bị ngập. Đồng thời mà chúng tôi cũng huy động nhân lực để vào thu đồ cũng như là hỗ trợ bà con thu đồ về tài sản bị ảnh hưởng của mưa lũ. Về nguyên nhân dẫn đến ngập úng, qua tìm hiểu từ chính người dân, khu vực các thôn An Tiến, Bó Lỏng của xã Hùng An, tại đây vốn dĩ đã có một số khe thoát nước. Tuy nhiên, qua thời gian, nhất là quá trình sinh hoạt và sản xuất của người dân, các khe thoát nước này đã bị bồi lấp, ngăn dòng chảy, dẫn đến khi mưa lớn nước không kịp thoát, gây ngập úng cục bộ. Thậm chí thời gian qua, tranh thủ các dự án đang triển khai, một số hộ gia đình đã đổ đất tạo mặt bằng để canh tác khiến đất vùi lấp các ao hồ, dòng chảy cũng là một phần nguyên nhân của ngập úng cục bộ. Vườn người ta đổ đầy chặn rồi, không thoát được, thế là phải đành phải nước nó khi người ta cuốc ra thì là để thoát nước thì nó chảy theo đường quốc lộ thôi. Thế đường quốc lộ này thì nhà nào thấp thì nó lại chảy vào thôi. Một số hộ dân đổ đất màu vào vườn bị làm tắc cống rãnh của các hộ gia đình ở khu đấy, thì sau khi xảy ra mưa lớn thì nước dồn về không có chỗ thoát nước thì là gây ra tình trạng ngập úng. Mọi khi là nước cũng chảy từ trên kia xuống,
nhưng mà có cái mưa thì nó không ngập nhà. Thế bây giờ các hộ xung quanh đổ đất lấp hết cái mương chưa đào được lên, thế là bây giờ chúng tôi mới ngập. Một số hộ thì là nhân dân cũng đã tự ý coi nhà lấp cái than ủi mặt bằng để nâng cái vườn lên để tăng gia sản xuất. Thế nên do đó là những cái hộ trũng thấp thì bị ngập lụt. Vì vậy trong khi đó là mưa gió như vậy thì ảnh hưởng với thiên tai như vậy thì đối với chính quyền địa phương ấy thì cũng đã đến kịp thời đến giúp gia đình, khác nhất là về mình thực hiện cái phương châm bốn tại chỗ để giúp gia đình những cái vật dụng để nó khỏi là hư hại, và hai cái nữa là cũng tìm cái giải pháp để làm sao là đào cái hệ thống rãnh để thoát nước để giúp cho người dân để coi là có cái cuộc sống và sinh hoạt. Như vậy có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến ngập úng cục bộ tại một số thôn trên địa bàn xã Hồng An vừa qua là do mưa lớn kéo dài, trong khi các dòng chảy lối thoát nước tự nhiên vốn có đã bị người dân bồi lấp. Tất nhiên, cũng phải nói thêm rằng, việc thực hiện thi công các dự án trên địa bàn ít nhiều cũng ảnh hưởng nhất định đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Ban quản lý và chúng tôi đã cử cán bộ kỹ thuật cùng với đơn vị khảo sát thiết kế và các đơn vị thi công, các đơn vị có liên quan xuống khắc phục ngay, cũng như là vạch ra cái phương án cũng như giải pháp để mà có cái khắc phục lâu dài cũng như là đồng bộ với lại toàn bộ cái hệ thống thoát nước trên dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang. Việc triển khai thực hiện các công trình dự án lớn là rất quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống của chính người dân. Quá trình thực hiện bất kỳ dự án công trình nào đều sẽ có tác động, ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Điều này luôn được các cấp ngành quan tâm thực hiện, và nếu có ảnh hưởng, thiệt hại trong quá trình thi công sẽ được kiểm đếm, xác định và đền bù thỏa đáng. Đồng thời cũng cần sự chia sẻ của người dân để cùng đồng thuận hướng tới lợi ích chung. Những vấn đề thực tế, ý kiến khách quan mà phóng sự vừa phản ánh có lẽ cũng đã giúp quý vị và các bạn có được câu trả lời cho câu chuyện ngập úng cục bộ đã xảy ra tại một số thôn trên địa bàn xã Hồng An, huyện Bắc Quang. Đó có thể coi là những yếu tố, nguyên nhân trực tiếp làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, quá trình tìm hiểu thực tế và tiếp nhận ý kiến dư luận của người dân cũng có những yếu tố gián tiếp chủ quan dẫn đến câu chuyện ngập úng. Nội dung này chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Ngày 28 tháng 5, Công an huyện Quản Bạ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và cấp ủy chính quyền xã Thanh Vân tiến hành tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận và thu gom từ phía nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện năm 2024, Công an huyện Quản Bạ chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thực hiện công tác dân vận về những rủi ro nguy hiểm từ việc sử dụng súng tự chế, gây mất an ninh trật tự và có thể nguy hiểm đến tính mạng cho người sử dụng và những người xung quanh. Qua công tác tuyên truyền vận động của các lực lượng, người dân trên địa bàn huyện đã đến trụ sở công an các xã, thị trấn tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đợt này, các lực lượng liên quan đã tiến hành tiêu hủy 55 khẩu súng tự chế gồm súng bắn hơi cồn, súng kíp, súng hơi áp lực cao do nhân dân giao nộp. Trong thời gian tới, công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ tiếp tục được Công an huyện Quản Bạ triển khai quyết liệt, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cấp điện cho các hộ vùng đồng bào khó khăn được sử dụng điện thường xuyên, các dự án kéo đường dây 35 kV, đường dây 0,4, trạm biến áp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực. Song có một nghịch lý là nhiều dự án đã hoàn thành việc xây dựng từ nhiều năm nay, cột điện trước cổng nhà mà người dân vẫn chưa được dùng điện. Dự án điện hạ thế 0,4 kV thôn Tràng Hương, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc được đầu tư từ tháng 10 năm 2022 và hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay đã hơn nửa năm dự án hoàn thành mà 72 hộ dân của thôn Tràng Hương vẫn chưa được sử dụng điện. Dân xóm làng đây thì tối ôm lắm, mình mong muốn nhà nước đóng điện cho dân, xong có gì có nó có hoàn tặng một tí thôi. Chẳng qua thì có điện đó, điện đó cũng có, để đi đâu về tối hay về chồng ở nhà thì điện đó cũng có, và tối ốm rồi nhưng chả làm gì được đâu. Nhân dân bây giờ là hầu như là không có nhà nào có điện, toàn là dùng điện nước thì cũng không thể sáng được. Thế tôi thì thay mặt cho thôn thì cũng mong muốn cho dân là để tới nay đảng và nhà nước cố gắng để đóng điện cho dân càng sớm càng tốt. Tương tự như vậy, trạm điện hạ thế 0,4 kV
thôn Chua Say và thôn Xéo Lủng, xã Vân Trải, huyện Đồng Văn đã hoàn thành từ tháng 9 năm 2023. Đến nay, gần một năm trôi qua, dự án vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Không có điện, cuộc sống của 113 hộ dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị nhà nước và cái chính quyền có xem là nếu mà được đấy thì là sẽ đóng điện về cho bà con. Bà con ở đây là ở vùng sâu xa này rất là khó khăn. Và mong muốn là cái chính quyền và nhà nước sẽ sớm đóng điện về cho bà con để được sử dụng. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Hà Giang còn 103 thôn chưa có điện lưới, trong đó có 48 thôn đang đầu tư và hoàn thành nhưng chưa đóng điện, 64 thôn chưa được đầu tư. Mỗi công trình là điện phải đầy đủ 5 năm danh mục hồ sơ thì ngành điện mới tiếp nhận. Trong cái thời gian tới thì huyện Đồng Văn đề xuất, hiện nay là một số công trình huyện đã làm đầy đủ thủ tục hồ sơ là 11 trên 19 công trình đã gửi bàn giao cho ngành điện, điện lực Hà Giang. Đề nghị là điện lực sẽ tiếp nhận và bán điện cho nhân dân theo giá hiện hành. Nguyên nhân chính khiến các dự án điện đầu tư xây dựng xong nhưng chưa đóng điện là do công tác thu hồi, giao đất không đáp ứng yêu cầu. Một số công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, các yếu tố hạ tầng kỹ thuật, hành lang lưới điện mà ngành điện cũng như các chủ đầu tư chưa có sự phối hợp hiệu quả để tháo gỡ, nên đến nay những công trình trên vẫn phải chờ. Những mong mỏi của người dân về việc sớm bàn giao đưa các công trình điện vào sử dụng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.